Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số dụng cụ để các bạn tạo kiểu tóc nam. Sản phẩm này thì bây giờ thì không thể thiếu ở các barber shop hoặc là các cửa hàng cắt tóc nam. Các bạn nào dùng rồi thì các bạn có thể đã biết, các bạn nào chưa dùng thì các bạn không biết thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho mình thì mình sẽ nói rõ cái công dụng của cái lược tạo kiểu này nhé. Đây đa phần là các lược tạo kiểu. Còn có một cái lược này là cái lược sấy kiểu thôi nhé các bạn nhé. Lược sấy kiểu này thì nó chịu nhiệt rất là tốt. Các bạn thấy nó có hai mặt. Mặt trên thì các bạn sấy tóc dài rất là bám nhé các bạn nhé. Còn mặt dưới này thì các bạn thấy nó ngắn hơn thì các bạn để dùng để sấy tóc ngắn rất là hiệu quả. Ngoài các sản phẩm này ra thì bên mình có hàng trăm sản phẩm liên quan đến barber shop, các đồ làm tóc, tông đơ cắt tóc, kéo cắt tóc, lược cắt tóc. Các bạn có thể truy cập trang web tongderkeolược.com để xem hàng trăm sản phẩm về barber shop và dụng cụ làm tóc nhé. Các bạn cũng đừng quên ấn đăng ký kênh video và biểu tượng cái chuông để theo dõi hàng trăm sản phẩm bên mình sẽ cập nhật liên tục. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở video khác nhé. Chào tất cả các bạn.